Trong báo cáo giải trình về kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong tháng 5, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,16%, 5 tháng tăng 0,2%. Báo cáo giải trình cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế, cũng như những khó khăn cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015, như thiên tai hạn hán diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất đời sống, nhất là tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, tiêu thụ một số nông sản còn nhiều khó khăn như gạo, cao su, cà phê, trái cây. Nội dung trả lời đầu tiên của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là câu hỏi của đại biểu Huỳnh Nghĩa Đà Nẵng liên quan đến kết quả và biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng của chính phủ để đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Tham nhũng trong thời gian qua chúng ta đã làm rất quyết liệt, đạt được nhiều thành quả tích cực trên nhiều mặt, nhưng kết quả chưa đáp ứng yêu cầu. Tham nhũng còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Biện pháp đánh thì báo cáo với Quốc hội, với tất cả các đồng chí là tại cái phiên họp vừa rồi, đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã đưa ra 8 biện pháp lớn. Đó là Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo phải làm tốt hơn công tác phòng chống tham nhũng. 2 là phải tiếp tục xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng. 3 là điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra, kiểm toán để phát hiện những trường hợp tham nhũng. Xét xử nghiêm các trường hợp tham nhũng đã được phát hiện. Và đặc biệt là xây dựng thể chế để làm sao không thể không nên không dám tham nhũng trong thời gian đấy. Cùng như các biện pháp khác như là tuyên truyền vận động nhân dân, hợp tác quốc tế và quan trọng phát huy cái vai trò cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc trong cái việc phát hiện các cái đối tượng tham nhũng để làm nghiêm. Thì chúng tôi không trình bày đầy đủ các biện pháp này, nhưng mà rõ ràng cái chuyển biến về chỉ đạo tác tham nhũng trong suốt thời gian qua đã có những cái chuyển biến bước đầu quan trọng. Đối với câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề một bộ phận công chức có hành vi nhũng nhiễu, lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử với người dân, quan điểm của chính phủ đối với quá trình chặt hạ, thay thế cây xanh nhiều năm tuổi tại Hà Nội, việc lấp sông Đồng Nai, chủ trương xã hội hóa nâng cấp hạ tầng giao thông, chủ trương hỗ trợ tạm trữ lúa gạo, Phó Thủ tướng Chính phủ đều có câu trả lời thỏa đáng. Chất vấn Phó Thủ tướng về giải pháp của chính phủ quản lý nợ công, đại biểu Trần Hoàng Ngân, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là nỗi lo ngại của nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Giải đáp câu hỏi này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỷ lệ nợ công trên GDP luôn là nội dung gây tranh cãi. Điều quan trọng nhất trong quản lý nợ công là khả năng vay và trả nợ như thế nào. Tổng kết toàn bộ phiên chất vấn trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết sau 2 ngày rưỡi chất vấn 4 vị bộ trưởng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn. Tổng cộng đã có trên 130 ý kiến của các đại biểu Quốc hội và đã có trên 200 nội dung chất vấn được thảo luận tại hội trường trong phần chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, kết quả chất vấn cho thấy Quốc hội đã chọn đúng nội dung chất vấn gồm những bức xúc nổi lên trong đời sống. Đây cũng là những vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, được đồng bào cử tri cả nước và Quốc hội quan tâm. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các cơ quan thông tấn báo chí đã có đổi mới. Đổi mới này thì cũng bắt đầu từ cái kỳ họp trước, kỳ họp thứ 8, trong việc đưa tin, bình luận, trực tiếp phỏng vấn trong và sau mỗi buổi chất vấn với sự tham gia của đông đảo cử tri, đại biểu, các chuyên gia và người thụ hưởng các chính sách liên quan. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào vấn đề chất vấn. Nhiều đại biểu Quốc hội đặt lại câu hỏi để cùng Bộ trưởng làm rõ nội dung quan tâm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có các giải pháp tích cực để khắc phục. Các thành viên chính phủ trả lời trực tiếp vào vấn đề được hỏi, không né tránh những vấn đề gai góc, phức tạp,
giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra, nhận trách nhiệm về cá nhân mình và đề xuất giải pháp để thực hiện quyết tâm làm chuyển biến tình hình. Và cũng tại cái phiên chất vấn này cũng đã giải quyết rõ được một số vấn đề cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau phiên họp này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp cần thiết nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn giải trình tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội sẽ tổ chức giám sát các nội dung đưa ra chất vấn và tổ chức các buổi giải trình về lĩnh vực phụ trách đáp ứng đòi hỏi của đồng bào và cử tri cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu xây dựng nghị quyết về chất vấn trả lời chất vấn để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai thực hiện.